Vần ước và vần ươi rồi đúng không nào? Hôm nay các bạn sẽ cùng mình tiếp tục đi tập đánh vần vần ươn nhá. Vần ươn được sẽ cấu tạo bởi nguyên âm ư, nguyên âm ơ và phụ âm n. Chúng ta cùng đánh vần là ư, ơ, n, ươn. 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 Bây giờ mời tất cả các bạn cùng nhau tập đánh vần cho mình những tiếng có vần ươn trong bài ngày hôm nay ạ. Bươn, lươn, vươn, ươn huyền ươn chúng ta có lươn, sườn, vườn, trườn, thườn. Ươn sắc ươn có từ gì nhỉ? Mướn này, rướn này, chướn này. Ươn nặng ươn, lượn, mượn, vượn. Ok ạ. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang từ ghép nhé. Từ ghép có từ gì nhỉ? Vươn vai. Vươn vai. Con vượn. Con vượn. Con lươn. Con lươn. Sườn núi. Sườn núi. Ở đây đặt câu với lại từ sườn, chúng ta có câu gì nhỉ? Mẹ làm món sườn xào chua ngọt. Bây giờ các bạn cùng mình đặt câu với từ vươn vai nào. Người ta. Các bạn nhỏ vươn vai tập thể dục buổi sáng trông thật là khỏe khoắn. Con vượn thì sao nhỉ? Con vượn. Con vượn ở phía xa kia đang ăn quả chuối. Rồi tiếp tục với từ gì? Con lươn thì sao? Sao lắm con thế? Con lươn thì sao nào? Con lươn đang bò ở phía dưới bờ ao đúng không nào? Tiếp tục là từ gì nhỉ? Sườn núi. Phía xa xa bên sườn núi có một cây cổ thụ rất to. Các bạn hãy thử đặt câu và comment phía dưới cho mình biết là câu các bạn đặt là gì nhá. Ok, và thời lượng của video này cũng hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, like, chia sẻ và subscribe kênh của mình ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn thân yêu. Bye bye.